Nhưng truyền hình RT của Nga sa thải người dẫn chương trình sau tuyên bố cần phải dìm chết trẻ em Ukraine. Nga ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ, nói Đức và Pháp không muốn tham gia hòa giải. Tin tình báo nói, Nga đặt mua 2.000 phi cơ không người lái Iran. Khi hiếp tức tốc kêu gọi cung cấp hệ thống phòng không. 30 thành viên Đảng Dân Chủ kêu gọi Tổng thống Biden thay đổi chiến lược đàm phán với Nga để kết thúc chiến tranh tướng hàng đầu của Hoa Kỳ đã nói chuyện với những người đồng cấp Nga và Ukraine. Nga tuyên bố sẽ đưa vấn đề bom bẩn ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh vệ tinh tiết lộ kế hoạch bí mật của Nga ở Ukraine. Các nhà lãnh đạo Đức, EU kêu gọi kế hoạch Marshall cho Ukraine. Cựu chiến binh Wagner nói Kremlin đứng sau nhóm lính đánh thuê này. Bộ trưởng Quốc phòng Romani từ chức bị áp lực sau khi bình luận về Ukraine. Mối nguy hiểm mới đối với cơ sở hạ tầng năng lượng của Na Uy. Kim Hoa xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trưa ngày 25 tháng 10 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Nhân truyền hình nhà nước Russian Today, RT của Nga, đã sa thải người dẫn chương trình truyền hình Anton Krasovsky sau tuyên bố của ông này rằng cần phải dìm chết trẻ em Ukraine. Margarita Simonian, tổng biên tập RT thông báo điều này trên Telegram. Simonian coi tuyên bố của Krasovsky là ngông cuồng và kinh tởm, cô nói. Có lẽ Anton sẽ giải thích bằng cách nào mà nó đã gây ra cơn điên loạn tạm thời và làm thế nào nó trượt khỏi cái lưỡi của anh ấy. Anton Krasovsky đã phải đưa ra lời xin lỗi sau khi vấp phải sự dữ từ mạng xã hội. Dmytro Kuliba, bộ trưởng ngoại giao Ukraine kêu gọi các nước cấm ATI trên toàn thế giới vì khích động diệt chủng. Điện Kremlin nói rằng Pháp và Đức tỏ ra không muốn tham gia hòa giải về cuộc xung đột Ukraine và ca ngợi lời đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ankara có quan điểm khác với Paris và Berlin và đã tuyên bố sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực hòa giải, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 24 tháng 10. Ông nói thêm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tỏ ra không muốn lắng nghe quan điểm của Nga hoặc tham gia vào các nỗ lực hòa giải việc nga ca ngợi ankara không có gì là lạ vì hiện nay trong liên minh quân sự nato chỉ có tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan là có thể nói chuyện với tổng thống nga putin vì nước này có quan hệ mật thiết với nga cả kinh tế và quân sự bằng chứng là tổng thống erdogan vừa đồng ý với tổng thống nga putin về tạo ra trung tâm khí đốt ở thổ nhĩ kỳ thông qua đó nguồn khí đốt có thể được chuyển đến châu âu do vậy châu âu sẽ đặt hàng nguồn khí đốt từ thổ nhĩ kỳ Ankara trước đó cũng đã bất chấp sự phản đối của Mỹ để mua hệ thống hỏa tiễn S400 của Nga. Trong cuộc chiến Ukraine, vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lên, khi hồi tháng 7, họ đã làm trung gian cho thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở Biển Đen. Tuy nhiên, thỏa thuận này đứng trước nguy cơ không thể gia hạn khi Nga đã không bật đèn xanh trừ khi một số yêu cầu của Moscow được đáp ứng. Việc Nga liên tục bắn tín hiệu đàm phán gần đây được cho là nhằm mua thời gian để tiến hành củng cố phòng thủ bốn khu vực mà họ vừa sát nhập với Ukraine trước đà tiến của Kyiv. Về các điều kiện của Nga khi bước vào đàm phán là phải nhượng bộ lãnh thổ, đối với Kyiv, yêu cầu này là không thể chấp nhận. Thế mới có chuyện Tổng thống Zelensky ra sắc lệnh không đàm phán với người đồng cấp Nga Putin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tiếp tục kêu gọi các đối tác cung cấp cho Kyiv các hệ thống phòng không. Nói rằng, theo tình báo Ukraine, Nga đã đặt mua khoảng 2.000 phi cơ không người lái xa hít từ Iran. Theo CNN, ông Zelensky đã đưa ra bình luận trên trong một bài phát biểu qua video được ghi hình trước Hội nghị Dân chủ Hares. Hares là một trang web tin tức và nhật báo của Israel. Tổng thống Ukraine cũng nói, Nga có thể đề nghị hỗ trợ chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy phi cơ không người lái do Iran sản xuất. Ông cũng nói lý do Nga sử dụng máy bay không người lái là vì họ đang thua trên chiến trường và quân đội của Putin không biết chiến đấu. Tuy nhiên, ông cũng đề cập đến bất lợi của khí khi không có hệ thống phòng không Iron Dome, vòm sắt của riêng mình, hay một hệ thống phòng thủ hỏa tiến hiện đại để bảo vệ bầu trời của Ukraine. Theo ông, đây là lý do tại sao Nga hy vọng sẽ sử dụng khủng bố trên không để bù đắp cho những tổn thất trên mặt đất. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra khoảng một tuần sau khi Ukraine kêu gọi Israel cung cấp các hệ thống phòng không như hệ thống vòm sắt của Israel để chống lại hỏa tiễn đạn đạo và máy bay không người lái do Iran sản xuất. Israel cho biết họ sẽ giúp Ukraine phát triển hệ thống cảnh báo phòng không, nhưng không có kế hoạch chuyển giao bất kỳ hệ thống vũ khí nào. Israel có quan hệ chiến lược với Nga, đặc biệt trong vấn đề Syria. Thưa quý vị, 30 thành viên Hạ viện theo chủ nghĩa cấp tiến đang kêu gọi Tổng thống Joe Biden thay đổi cách tiếp cận trong cuộc khủng hoảng Ukraine và theo đuổi ngoại giao với Nga để đưa cuộc chiến kéo dài nhiều tháng kết thúc. Trong một bức thư gửi tới ông Biden hôm 24 tháng 10, nhóm 30 thành viên Đảng Dân Chủ đã ca ngợi những nỗ lực của ông Biden trong việc hỗ trợ Ukraine, trong khi tránh sự can dự trực tiếp của Mỹ trên thực địa nhưng họ đề nghị một nỗ lực mạnh mẽ hơn để đưa chiến tranh kết thúc thông qua ngoại giao. Nói rằng cần phải ngăn chặn một cuộc xung đột kéo dài và đang chỉ trệ. Nhóm này do dân biểu dân chủ Pramila Payapat dẫn đầu, viết trong bức thư. Với sự hủy diệt được tạo ra bởi cuộc chiến này đối với Ukraine và thế giới, cũng như nguy cơ leo thang thảm khốc, chúng tôi tin rằng vì lợi ích của Ukraine, Hoa Kỳ và thế giới nhằm tránh một cuộc xung đột kéo dài. Chúng tôi kêu gọi các bên kết hợp hỗ trợ quân sự và kinh tế mà Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine với một sự thúc đẩy ngoại giao chủ động, tăng gấp đôi nỗ lực tìm kiếm một khuôn khổ thực tế cho một lệnh ngừng bắn. Bức thư được đưa ra vào thời điểm quan trọng của cuộc chiến, khi Nga đang ngày càng nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt tập trung vào việc cắt nguồn cung cấp điện của Ukraine trước mùa đông. Tại Quốc hội Mỹ, một số đảng viên Cộng hòa đã đe dọa xem xét lại viện trợ cho ký íp nếu họ nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 11. Lý do họ đưa ra là chính quyền Biden không quan tâm đến các vấn đề trong nước như tình trạng bất ổn ở biên giới, lạm phát gia tăng và chính sách năng lượng thất bại. Tướng hàng đầu của Hoa Kỳ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã nói chuyện với những người đồng cấp Nga và Ukraine hôm thứ Hai. Người phát ngôn của ông cho biết. Theo Đại tá Dave phát ngôn của Bộ Tham mưu, trong cuộc trò chuyện với Tổng Tham mưu trưởng Nga, tướng Valery Gerasimov, họ đã thảo luận về một số vấn đề liên quan đến an ninh mà họ quan tâm và đồng ý giữ các đường dây liên lạc luôn mở. Theo thông lệ trước đây, các chi tiết cụ thể về cuộc trò chuyện của họ sẽ được giữ kín. Đại tá Buller cũng cho biết, tướng Milley cũng đã nói chuyện với tướng Zalumzny của lực lượng vũ trang Ukraine về cuộc xâm lược vô cớ của Nga đồng thời trao đổi quan điểm và đánh giá. Tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện qua điện thoại, cuộc điện đàm thứ hai trong ba ngày giữa hai bên. Thưa quý vị, bị các nước phương Tây phản đối, Nga đã đi thêm một bước nữa trong việc cáo buộc ký lên kế hoạch sử dụng bom bẩn rằng họ sẽ đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Ba ngày 25 tháng 10. Theo hãng tin Reuters, Nga đã gửi một bức thư về các tuyên bố của họ về ký ít cho Liên Hợp Quốc vào cuối ngày thứ Hai. Và các nhà ngoại giao cho biết, Moscow có kế hoạch nêu vấn đề này với Hội đồng Bảo an trong một cuộc họp kín vào ngày hôm sau. Chúng tôi sẽ coi việc chế độ ký ít, sử dụng bom bẩn là một hành động khủng bố hạt nhân đại sứ của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia viết trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an. Khi các lực lượng Ukraine đang tìm cách lấy lại tỉnh Kherson do Nga kiểm soát, Moscow cáo buộc ký íp lên kế hoạch sử dụng bom bẩn. Ngoại trưởng Pháp Anh và Mỹ sau đó đã tuyên bố bác bỏ cáo buộc của Moscow, nói rằng nó sai sự thật và cho rằng Nga đang âm mưu sử dụng cảnh báo này như một cái cớ để leo thang chiến sự tại Kyiv, Tổng thống Volodymyr Zelensky thậm chí còn tuyên bố, nếu Nga nói Ukraine đang chuẩn bị làm việc gì, thì điều này có nghĩa là Nga đang chuẩn bị làm việc đó. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết, họ đang chuẩn bị cử các thanh sát viên tới hai địa điểm bị cáo buộc là sẽ sử dụng bom bẩn ở Ukraine theo yêu cầu của Kyiv trong những ngày tới. Ngày 24 tháng 10, IAEA nói có biết về tố cáo của Nga đối với hai địa điểm hạt nhân ở Ukraine bị cáo buộc là có các hoạt động liên quan đến bom bẩn. Theo IAEA, cả hai địa điểm này đều thuộc diện bị cơ quan này kiểm tra, trong đó một địa điểm đã được kiểm tra vào tháng trước. IAEA đang chuẩn bị đến các địa điểm này. Bom bẩn là thuật ngữ, chỉ loại bom có chứa các chất phóng xạ kết hợp với chất nổ thông thường, dù không thể sánh được với đầu đạn hạt nhân về sức mạnh bom bẩn có thể làm phân tán một đám mây bức xạ trong bán kính vài km tính từ vụ nổ. Theo hình ảnh vệ tinh và tuyên bố của một đồng minh quan trọng của Tổng thống Nga Putin, Nga đang xây dựng một công sự lớn ở lãnh thổ phía đông Ukraine khi mùa đông khắc nghiệt đang đến. Hình ảnh vệ tinh do Planet Lab cung cấp cho thấy công việc quan trọng đang được tiến hành để xây dựng một chiến hào ở miền đông Ukraine, đang do Nga kiểm soát với chiều dài dự kiến khoảng 120 dặm. Trong các hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 17 tháng 10 cho thấy, các công sự cho tuyến phòng thủ này bắt đầu từ phía nam của Popasna, do Nga nắm giữ trong vùng Luhansk. Một phân tích của ABC News về các hình ảnh vệ tinh được phủ trên Google Earth cho thấy, các công sự đến đến ngày đó dài 7,9 dặm. Một phần khác của công sự gần thị trấn Hus có thể được nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh từ ngày 6 tháng 10. Hình ảnh cho thấy hai hàng khối bê tông hình kim tự tháp, theo sau là một con mương lớn bẫy xẻ. Cả hai đều nhằm mục đích làm chậm bước tiến của xe tăng, xe hạng nặng và máy móc. Một nhà phân tích của James, nhà cung cấp tình báo quốc phòng nói với ABC News rằng các chiến hào lớn hơn và tinh vi hơn đáng kể so với hầu hết các đường hào của Nga được thấy trong suốt cuộc chiến. Đường hào này được các phương tiện truyền thông Nga đặt tên là đường Wagner theo tên công ty quân sự tư nhân cùng tên của Nga. Người sáng lập của Wagner, Efrenis Grigozin nói với hãng truyền thông Nga New Day rằng Wagner đứng đằng sau dự án. Được biết, công sự này sẽ kéo dài đến Lysychansk về phía Bắc trước khi quay và đi về phía đông biên giới Nga. Sau khi hoàn thành, công sự có chiều dài khoảng 120 dặm. Nhà phân tích của James cho rằng đây là một kế hoạch đầy tham vọng. Người Nga sẽ mất thời gian đáng kể để xây dựng nó. Nếu họ cố gắng, nhưng cũng có thể điều đó không xảy ra nếu Ukraine tấn công ở phía đông. Mặc dù vậy, người Nga đang sử dụng những gì mà các nhà phân tích quân sự cho là hệ thống đào hào hiếm và đắt tiền. Điều này có nghĩa là các thị trấn gần các chiến hào này được các chỉ huy Nga coi là đủ quan trọng để xứng đáng với việc sử dụng chúng. Kế hoạch cho tuyến hào đã hoàn thành đi qua các thị trấn mà nhà phân tích Jens mô tả là trung tâm chiến lược quan trọng đối với mục tiêu giải hạn của Nga trong khu vực. Popasna, Severodonetsk, Lysychansk và Luhansk. Nhưng bằng cách bảo vệ các thị trấn này, giới tuyến sẽ thực sự chia đôi chiến tuyến Luhansk, tất cả mà Nga hiện đang kiểm soát. Thay vào đó, nằm trong biên giới của vùng lãnh thổ ly khai Luhansk, các chuyên gia cho biết. Đại tá Sohi Cheverati, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Miền Đông của Ukraine, coi đây là bằng chứng cho thấy cuộc chiến đang không diễn ra theo ý muốn của Nga. Đó là bằng chứng về những tổn thất của họ khi họ tuyên bố cả hai khu vực Luhansk và Donetsk nói chung là của Nga. Và ở đây, ở giữa lãnh thổ họ đang xây dựng phòng tuyến kiên cố này, Đại tá Cheverati nói với ABC News. Các nhà lãnh đạo Đức, EU kêu gọi kế hoạch Marshall cho Ukraine. Theo hãng tin DW của Đức, tại một diễn đàn kinh tế ở Berlin tập trung vào việc tái thiết Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết việc tái thiết Ukraine là một nhiệm vụ thế hệ, phải bắt đầu ngay bây giờ. Ông Scholz nói khi chúng ta tái thiết Ukraine, chúng ta hãy làm như vậy với mục tiêu Ukraine là thành viên EU. Theo ông, hơn 2.000 công ty Đức đã đầu tư và hoạt động tại Ukraine trước chiến tranh. Thủ tướng Ukraine ông Denis Smihol và Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cũng tham dự hội nghị với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Đức mong muốn giúp đỡ việc tái thiết đất nước. Trong một bài báo, bà von der Leyen đồng tác giả với ông Scholz cho tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung, hai chính trị gia kêu gọi không gì khác hơn là tạo ra một kế hoạch Marshall mới cho thế kỷ 21. Kế hoạch Marshall là kế hoạch tài trợ của Hoa Kỳ cho công cuộc tái thiết các nước Tây Âu thời hậu chiến tranh sau chiến tranh thế giới thứ hai. Hans Ulrich Eger, Phó Chủ tịch Ủy ban quan hệ kinh tế Đông Âu cho biết, quý nên được hướng tới một tổ chức viện trợ khẩn cấp hiệu quả để xây dựng lại cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine bị tàn phá. Cựu chiến binh Wagner nói, Kremlin đứng sau nhóm lính đánh thuê này. Alexander Slodiev, một cựu nhân viên của công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đã xin tị nạn chính trị ở Pháp. Cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đứng sau sự hình thành của công ty lính đánh thuê khét tiếng này và cơ quan tình báo quân sự của Nga, GRU, cung cấp đồng phục cho Wagner. Tại trung tâm dành cho những người xin tị nạn ở sân bay Charles de Gaulle ở Paris, AFP dẫn lời Slodef nói: "Tôi đã ở đó khi tổ chức này được thành lập." Người đàn ông 53 tuổi này cho biết, ông có quan hệ với Wagner trong thời gian từ năm 2014 đến 2015, khi Nga bắt đầu chiếm đóng một phần Donbass và chịu trách nhiệm giúp tổ chức Tháng 3 Nga tổ chức những người theo chủ nghĩa quân chủ và cực đoan cánh hữu. Ngoài việc hiện diện ở Donbass, Wagner được cho là đã tham gia vào nhiều cuộc xung đột trên biên giới, bao gồm các cuộc nội chiến ở Syria, Libya, Cộng hòa Trung Phi, Kha và Mali thường chiến đấu theo phe của các lực lượng liên kết với chính phủ Nga. Mặc dù được hoan nghênh bởi một số phe phái đồng minh, chẳng hạn như chính phủ Syri và Kha, các đặc nhiệm Wagner đã bị cáo buộc tội ác chiến tranh trong những khu vực mà chúng được triển khai. Ngoài khẳng định của Alexander Slodiev, một số nguồn tin cũng coi Wagner là một đơn vị trục thuộc của Bộ Quốc phòng Nga hoặc Cơ quan Tình báo Quân sự của Nga, GRU. Sau nhiều năm phủ nhận các mối liên hệ với nhóm Wagner, tỷ phú Nga Yevgeny Grigozin, người được mệnh danh là đầu bếp của Putin, vào tháng 9 năm 2022, thừa nhận ông đã thành lập công ty quân sự tư nhân Wagner. Thưa quý vị, sau nhiều tuần chịu áp lực, sau khi nói rằng cách duy nhất để Ukraine kết thúc chiến tranh là đàm phán với Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Romani Vasile Dicu đã từ chức. Là một thành viên EU và NATO, Romani có chung đường biên giới dài 650 km, khoảng 400 dặm với Ukraine. Nước này cũng là nơi có hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo của Mỹ và một nhóm tác chiến của NATO. Hơn 2,5 triệu người Ukraine đã chạy trốn khỏi cuộc xâm lược của Nga qua Romania. Bộ trưởng Niên cho biết việc từ chức của ông đến vì không thể hợp tác với Tổng thống Romania, Tổng tư lệnh quân đội. Vào đầu tháng 10, ông Niên cho biết Ukraine cần các đồng minh quốc tế để đàm phán về bảo đảm an ninh và hòa bình với Nga làm dấy lên chỉ trích từ Tổng thống Klaus Johannes và các đồng minh của Liên minh cầm quyền. Sau đó, Bộ trưởng Điên Cù nói rằng bình luận của ông đã bị đưa ra khỏi ngữ cảnh. Tổng thống Johannes cho biết người Ukraine đã phải trả giá bằng máu trong cuộc chiến và chỉ có họ mới có thể quyết định khi nào đàm phán và đàm phán cái gì. Thưa quý vị, Na Uy đã tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng sau khi phát hiện phi cơ không người lái gần những khu vực này. Chính phủ Na Uy đã cử tàu chiến, tàu tuần duyên và chiến đấu cơ tuần tra xung quanh các cơ sở ngoài khơi của họ. Lực lượng vệ binh quốc gia của Na Uy cũng được khai triển xung quanh các nhà máy lọc dầu trên đất liền, nơi cũng bị máy bay không người lái quấy rối. Ngoài ra, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr đã mời hải quân của các đồng minh NATO là Anh, Pháp và Đức sẵn sàng hỗ trợ nếu có tình huống phát sinh. Tuần rồi, Thủ tướng Gahr báo cáo tình báo nước ngoài đứng sau một loạt các phi cơ không người lái, ve vãn các cơ sở năng lượng mà ông mô tả không thể chấp nhận được, gián tiếp chĩa mũi dùi vào Nga. Hiện Na Uy đang cấp năng lượng cho phần lớn châu Âu và khí tự nhiên là một mặt hàng có ý nghĩa chiến lược với EU. Stale Eriksen, một nhà nghiên cứu tại Học viện Hải quân Hoàng gia Na Uy, cho biết giá trị của khí đốt Na Uy đối với châu Âu chưa bao giờ cao như hiện nay. Nhưng đây cũng có thể là mục tiêu chiến lược để phá hoại các đường ống dẫn khí đốt của Na Uy có lẽ là mục tiêu có giá trị cao nhất ở châu Âu. Trong bối cảnh mùa đông đang đến ở châu Âu, nhiều người lo ngại rằng các phi cơ không người lái bí ẩn có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với những đường ống dẫn khí đốt dài 9.000 km từ các cảng biển của Na Uy đến các bến cảng ở Anh và lục địa châu Âu. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây kết thúc. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của ĐCNN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh ĐCNN News trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.